chết cái gì đấy Tường? Dạ. Tường chết cái gì vào đó đó? Dạ, thằng Hù Dâu đó. Hả? Thằng Hù Dâu. Hù Dâu hả? Dạ. Đây, phía đến tầng 2 anh em đang xây tường. Đang xây tường tôi các bạn ha. Đó, không khí rất là vui. Rất là tập lập ha. Đây, mỗi bức tường là một anh thợ. Như vậy. Để mình lại xây tường đôi các bạn xem quy cách xây tường đôi của bên công ty ha. Đó các bạn, cứ xây đế ba hàng gạch đinh để tạo cái đế chắc chắn cho bức tường, và cứ năm hàng là dọc thì chúng ta quay một hàng ngang ha. Đó, phủ thì ở dưới, hai phủ trên hai phủ, phục vụ tối đa cho anh em ở trên này được xây ha. Gạch thì đưa lên anh em xếp gọn gàng cho thợ chín xây. Chết cái gì đấy Tường? Dạ. Tường chết cái gì vào đó đó? Dạ, thằng Hù Dâu đó. Hả? Thằng Hù Dâu. Hù Dâu hả? Dạ. À, Hù Dâu để làm gì á? Dạ, để cho nó gắn kết với... À, liên kết gì? Liên kết giữa tường với gạch, với cột gì? Dạ. À, ok. Đây có một số Hù Dâu này, đó, Hù Dâu cho anh em chắc vào cột và bức tường xây. Các cái cột thì đều có râu tường ha, râu này để gắn kết giữa cột với lại tường để tránh cái hiện tượng bị xé nứt giữa cột với lại tường. Này cứ 60 phân là một cây sắt chờ như này. Tất cả các trụ đều có sắt chờ dằng liên kết giữa cột với lại tường ha. Đó. Đấy các bạn, không khí khi công trên công trường rất là vui ha. Để xây cầu thang này. Các cây cột này bên mình là đổ hôm qua, và theo thời gian thì sau một ngày 24 tiếng thì mới được gỡ ra ha. Mới được gỡ ra chứ không được gỡ sớm quá. Bê tông đang còn mềm, ta gỡ ván khuôn sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu. Nên là sau 24 tiếng bê tông đông cứng thì chúng ta mới tháo ván khuôn ra. Rồi ok, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.